Hello, chào mọi người. Wow, mình đã quay trở lại và hôm nay là mình sẽ review những cái loại mà dưỡng sên mới nhất của một cái nhãn hàng mà có thể nói là đã sử dụng 3 4 năm nay. Rất là nhiều bạn tin dùng, đó là nhãn hàng của Lớp 71 của Thái Lan. 100% Thái Lan nha, nhập hàng nhập khẩu. Thì xưa giờ các bạn cũng biết rồi, cái phần mà bộ phận chuyển động nhông sên đĩa nó rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng tới cái vận hành của cái xe của mình. Thì dĩ nhiên với một cái bộ nhông sên đĩa xịn đi thì không hẳn cứ đồ xịn mà bạn mua về bạn xài forever mãi mãi mà nó bền được, nó còn phải liên quan tới phần vệ sinh bôi trơn và dưỡng sên. Rồi thì xưa giờ thì cái sản phẩm wow vệ sinh nhanh này thì các bạn đã biết rồi, chỉ cần sên bạn dơ bạn xịt lên, bạn để vài phút bạn xả nước thôi là sạch. Thì sau khi bạn xả sạch, bạn đã lau khô cái sợi sên của mình rồi thì sẽ bắt đầu tới cái phần là dưỡng sên. Rồi mấy chai wow này thì mình tạm bỏ qua một bên. Thì hồi xưa thì mình đã review cho các bạn xem về cái sản phẩm Spider của Lớp 71. Sản phẩm Spider, cái ưu điểm của nó chính là cái dạng tơ nhện nó bám ra rất là dính vào trên cái sợi sên. Vì khi mà nó bám rất là dính như thế thì nó sẽ ít giặt. Rồi thì ngoài cái sản phẩm đó ra thì Lớp 71 còn sản xuất ra hai sản phẩm nữa, là một sản phẩm là sản phẩm tên là Grab. Rồi nó là màu trắng xanh dương. Grab này thì giống như trong là dán xe thì nó có nghĩa là dán phủ lên. Rồi rồi còn một dạng nữa nó là dạng white. Rồi thì hôm nay mình sẽ review và sẽ show luôn cho các bạn xem là hai cái dạng này nó sẽ khác biệt nhau như thế nào. Thì đây đây là một chiếc xe với một sợi sên đã rửa sạch sẽ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là sẽ xịt sên lên. Rồi thì cái nguyên tắc đầu tiên á, nguyên tắc xịt sên á, thì mình xịt đó thì mình sẽ sử dụng cái miếng giấy bìa hay bất cứ gì đó để mình che lại cái phần ha. Bây giờ mình đã đánh dấu một cái điểm màu trắng đây rồi, thì từ màu trắng này trở về một nửa sợi sên thì sẽ là mình sẽ xịt wrap, và một nửa còn lại mình sẽ xịt cho white để xem thử coi sự khác biệt của hai chai đó là gì ha. Thì bất cứ sản phẩm nào cũng vậy, thì chúng ta trước khi sử dụng chúng ta sẽ phải lắc đều lên. Và chai Grab này nó sẽ có giá thành là white nữa, nó sẽ mắc hơn là cả thằng Spider luôn. Và cái dung tích của cái dòng Lớp 71 thì nó là chai 600 ml, rất là nhiều. Một chai này một bạn một xe có thể xài được cả một năm trời luôn. Vậy nên tính ra thì thật là tuyệt vời. Đó, khi mà chúng ta có thể vừa tiết kiệm mà xài lâu dài nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ xịt á. Và sẵn mình hướng dẫn luôn, mình ở nhà mình xịt mình không bao giờ mình nổ máy hết. Thì đầu tiên là mình sẽ xịt, mình sẽ phủ bên mặt ngoài này trước. Rồi xong cái mình để gần mình xịt nhẹ mặt trong trước. Rồi thì thường là ở nhà mình nhẹ nhàng lắm, mỗi lần mình xịt đoạn như thôi, mình không có xịt nhiều. Tại vì nếu một mình làm thì mình chỉ vậy thôi cho lẹ. Mà cho dù có hai người làm đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không có nổ máy mà xịt đâu. Tại vì cái nổ máy mà xịt nó rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm luôn, đã biết bao nhiêu bạn là ngón tay lật lìa. Rồi. À. Mình xịt thêm một đoạn nữa là tới đoạn màu trắng rồi đó. Ủa, giờ đoạn màu trắng xịt thêm đoạn này nữa đây. Rồi, ok. Rồi. Đó. Rồi. Từ đạt màu trắng này trở lên trên đây là mình đã xịt chai Grab. Thì cái chai Grab này á, theo như mình thấy thì cái dung dịch nó là một cái dung dịch trong suốt, và nó khi mà nó xịt ra là nó sẽ có khi mà nó tiếp xúc với không khí là nó sẽ đặc lại. Đó, nó đặc lại nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ không bám dính kiểu như hàng Spider là bám dính thiệt là dính giống như là tơ nhện, mà hàng này nó sẽ ra một cái dạng là giống như là nó đặc đặc, nó hơi là sáp. Rồi rồi tiếp theo là mình sẽ bắt đầu mình sẽ xử lý tiếp tới thằng chai quay này. Dĩ nhiên nếu mà bạn nào mà xưa giờ ưa chuộng cái chuyện mà là chẳng hạn như muốn ít cho nó bị văng dơ thì các bạn chỉ có thể xử lý sử dụng cái chai Spider là tốt nhất, tại vì nó không có văng. Nhưng nếu mà mấy bạn nào mà muốn mà cái độ bôi trơn nó nhiều hơn thì dĩ nhiên là nó sẽ phải văng nhiều hơn. Tại vì khi mà một khi mà nó văng nó trơn có nghĩa là sẽ dễ văng.
cái đó là cái nguyên tắc rồi, mình không thể nào mình thay đổi được nó. Rồi rồi tiếp mình sẽ xịt tiếp. Rồi chai này là chai white, thì đúng như tên gọi của nó, chai white này sẽ là 100% trắng. Thì những anh em nào mà sử dụng những sợi sinh mới từ DAD hay gì, các bạn có thể là sẽ thấy quen thuộc với cái màu sắc này, hoặc là những chai giống như là chai xịt sên Motul C4, thì chai white này khi mà xịt ra thì nó sẽ có cái phần màu sắc của nó là chính là màu trắng. Thì có nhiều bạn á, nói chung là tùy vào nha, có nhiều bạn thì chẳng hạn như chơi những sợi sên màu màu sắc kiển hay gì đó, thì những cái bạn đó có thể là sẽ không thích cái chai xịt màu trắng này. Ủa, anh xịt tới chỗ cái mắt cho ta. Ồ, anh xịt cũng lố luôn rồi đó. Thôi, xịt lố luôn. Đó, có nghĩa là bây giờ cái đoạn này là đoạn của chai Wrap nè, còn đoạn này là đoạn của chai White. Rồi, thì cái khi mà những cái sên này khi mà nó vừa bung ra là nó sẽ bám dính lên trên cái mắt sên này, và nó sẽ bắt đầu là nó sẽ xuất hiện ra lại giống như một cái dạng là sáp, sáp để bôi trơn. Thì nếu mà các bạn nào mà đi những sợi sên mà màu đen hay là gì đó thì mình có thể sử dụng chai chai white này để mà bảo dưỡng nó tốt hơn. Theo như mình thấy, theo mình cảm nhận á, thì cái chai white này á, cái độ nhớt của nó bám á, độ nhớt á, thì nó sẽ nhiều hơn là chai wrap. Đúng rồi, chai wrap thì dung dịch nó cái phần giữ trơn của nó thì nó ít hơn một tí xíu so với lại chai white. Rồi thật ra mình á, nếu mà là mình theo cơ bản của mình á, thì thường hồi xưa, tại vì khi hồi xưa mình đã xài quen những cái dòng sản phẩm mà nó có màu sắc, khi mà xịt ra nó có màu rồi, thì bởi vậy nên đối với mình á, thì sợi sên chẳng hạn nếu mà mình sử dụng mà mình có thể sử dụng chai màu trắng này phủ lên thì cũng ok. Còn đối với mấy bạn nào mà mấy bạn không thích sợi sên của mình có một cái màu sắc khác thì các bạn có thể là sẽ không có lựa chọn cái thằng white, nhưng mà mình cảm thấy là cái thằng white này sẽ bôi trơn là tốt hơn. Còn mấy bạn nào mà muốn mà giữ cho cái màu sắc của mình nó đẹp mà sợi sên mình nhìn vẫn mướt mát như lúc đầu á, thì các bạn hãy lựa chọn thằng wrap này. Đó, chúng ta sẽ có 3 dòng wrap, spider và white. Thì cái thằng wrap này là coi như là nó ra là không màu, 100% là không màu. Thằng spider là sẽ ở giữa, là nó hơi có màu lạc lạc. Và cuối cùng là tới thằng white này sẽ ra cái màu là đúng nghĩa là white luôn, có nghĩa là trắng. Đó, thì ở 3 cấp độ thì nó sẽ có khác nhau về cái thứ nhất là cái màu sắc, cái thứ hai là cái độ bôi trơn. Rồi thì theo như mình thấy, mình đánh giá thì thằng white này á là nó sẽ là bôi trơn tốt nhất. Đó, nhưng mà có thể là đi kèm với nó là sẽ mình sẽ phải phải nó sẽ bị dăng nhiều hơn một tí. Rồi thằng wrap này á bôi trơn thì dĩ nhiên sẽ ít hơn thằng white này một tí xíu, nhưng mà được một cái là nó trong suốt và nó sạch sẽ, nhưng mà nó vẫn sẽ có văng văng một tí xíu. Còn mà hàng spider là coi như là không văng luôn. Rồi thì hôm nay là hai cái phần sản phẩm, thằng white với thằng wrap. Ngoài ra mình sẽ test thử thêm trên đây và trên cái tờ giấy này về cái độ bám của nó thử coi nha, xem cái độ chảy của nó nhiều hay ít hơn. Đó, như các bạn thấy ha, thằng white này xịt ra cái lại dính luôn, nó không có chảy, nó đặc. Còn wrap khi anh đổ ra thì nó sẽ có cái phần là nó sẽ có chảy. Thì như mình thấy đây, nó giống như một dạng kem, kem đặc. Đúng rồi, khi mà cái dạng kem này á thì cái bôi trơn nó sẽ nhiều hơn. Đúng rồi. Đó, thằng wrap thì nó sẽ lỏng hơn. Đó, thì hy vọng là các anh em đã có một cái nhìn toàn cảnh về cái bộ ba dung dịch sản phẩm từ lớp 71. Đó, đầu tiên là spider, tới wrap và tới thằng white này. Rồi,
tùy vào nhu cầu của mình mà mọi người có thể trải nghiệm và sử dụng thử ha. Đấy, ok mọi người.